Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục em lên cho quý vị và các bạn một đôi loa phải nói là dòng siêu chất luôn nhé. Siêu chất, đấy quý vị nhìn này. Đó. Một đôi loa đẹp tuyệt vời, đẹp long lanh luôn. Đây là một trong những đôi loa thuộc phân khúc cao cấp nhất trong dòng đời 9. Đó. Đôi loa này trùng seri luôn nhé quý vị nhé. Trùng seri luôn này. Đó. 172 này. 172 luôn nhá. Đó. Ok luôn. Loa về trong tình trạng cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha quý vị nhá. Đó. Con đôi loa này của nó thì có độ cao khoảng tầm 28 cm này. Đấy. Bass 13 cm nha quý vị nhá. Lỗ thông hơi ở đằng trước. Con này đánh rất là uy lực. Đây là dòng loa có hình vân gỗ và được phủ lên thêm một cái lớp PU ở bên ngoài để bảo vệ không bị hỏng cái phần mà vân gỗ ở bên trong nhá. Đó. Cho nên là độ bền của nó rất là lâu. Dòng loa này thì có thiết kế gân của nó là gân vải và quý vị nhìn thấy không? Nó xếp ra nhá, đây gọi là gân vải xếp này. Đó. Cho nên là khi mà oánh ra nhá, oánh ra cái này nó có một cái độ co giãn hơn so với cả cái một cái gân thông thường nhá. Đó. Và cái thứ hai là cái màng của nó sâu này, quý vị nhìn thấy không? Cái màng nó rất là sâu đây nhá. Đó. Cái màng nó lõm vào trong đánh và khi mà oánh đấy thì cái lực tiếng bắt nó ra dội ra rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là nó cần một cái lỗ thông hơi đằng trước để xử lý được cái phần hơi này nhá. Và nếu mà đối với những dòng loa thông thường mà để cái phần hơi đằng sau ấy thì nó sẽ không đáp ứng được cái tiêu chí, cho nên là chỉ có những dòng loa có phần đóng và để cái phần lỗ thông hơi đằng trước như này thì nó mới chịu được áp lực của cái dòng loa bass này nha quý vị nhá. Ngoài ra cái phần loa tép đây, tép là tép dom và mũi của nó làm quý vị nhìn này, đấy, nó giống như kiểu dạng mũi tên lửa đằng trước nhé. Và với cái đôi tép này thì nó sử dụng một cái nam châm từ kép, nam châm từ kép cho nên nó rất mạnh mẽ so với các cái dòng nam châm từ đơn nha quý vị nhé. Đấy, quý vị nhìn này, đấy, đẹp chưa? Một đôi loa thiết kế cực kỳ đẹp luôn và quý vị có thể trưng bày để các thứ là rất là đây này, găng tay của em đây nhé, găng tay của em 21-22 mà quý vị nhìn thấy nó chơi với luôn nhé. Đấy. Đôi loa rất là cao, đôi này nó cao khoảng tầm 28-29 cm đấy. Đó. Rất là ok nhá. Ê căng về là cũng đẹp luôn này. Những dòng loa này thì thông thường thì trước đây thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 2.950.000 một đôi như này nha quý vị nhá. Tầm 2.950.000 một đôi nha. Đây là một trong những dòng đôi rất cao cấp và đẹp. Còn những đôi mà thông thường ấy, đôi hàng bãi thông thường, hàng bãi đẹp thì nó cũng rơi vào tầm 2.3 triệu. Đấy. Còn những đôi hàng bãi bình thường thì nó chỉ khoảng tầm 1.7-1.8 triệu thôi. Nó tức là những cái dòng mà nó kiểu sứt sẹo rồi, nói chung là nó không đẹp. Đấy. Và đương nhiên đẹp thì nó mới có được cái độ trưng bày cao quý vị ạ. Tuy nhiên tháng này bên em đang xả hàng khuyến mãi nhé. Xả hàng khuyến mãi cho nên quý vị cập nhật liên tục giá cho em. Đấy. Một đôi loa siêu đẹp thế này em sẽ bán cho quý vị với một mức giá quý vị không thể tưởng tượng được nhá quý vị nhá. Và số lượng nó chỉ có một đôi thôi quý vị ạ, một đôi thôi nhá. Đó. Tất cả hàng này em đã test hết ok rồi, trước khi đi bên em sẽ test lại cho quý vị thêm một lần nữa nhá quý vị nhá. Giá của đôi này em để bằng với cái giá hàng bãi thôi nhá, em để bằng giá hàng bãi là 2.290.000 mà thôi. Để cho quý vị một đôi này luôn, để cho quý vị gọi là lét căng luôn nhá. 1.950.000 đôi này. Quý vị tìm cả nước luôn, không có một đôi nào đẹp như này, long lanh như thế này mà lại giá như này luôn nhá quý vị nhá. 1.950.000. Em có đúng một đôi này thôi nhá. Quý vị nào lấy chốt thì alo ngay cho em. Số điện thoại của em là 0966594581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể liên hệ một số nữa nếu số kia em không liên được là 0979891682 nhá quý vị nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.